năm đặc điểm người có phúc khí nhất, không ai đánh cắp được điều này từ họ. Một, Người nhu hòa Khi xảy ra chuyện liền nóng này, tức giận thì dễ nhưng nếu một người vẫn đủ bình tĩnh, nhu hòa, điềm đạm cho thấy họ đã có tu dưỡng tâm tính. Họ chính là người có phúc khí nhất vì thực tế nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn không tranh biện thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo không sợ, sống một đời thong dong, tự do tự tại. Chuyện kể lại rằng trước đây ở một làng nọ có hai người phụ nữ lớn tuổi là hàng xóm của nhau. Một người sống nhân hậu, ăn nói nhẹ nhàng, vui vẻ, hàng xóm dành nhiều lần khen ngợi cho người này. Người còn lại thì nóng nảy, hay phán xét sau lưng người khác, dễ nổi nóng nếu gặp việc không vừa ý, con cái đến thăm thì bà chê nọ chê kia. Một thời gian sau, các con không muốn về thăm bà vì họ sợ bị mắng nhiếc, khó yên thân, trong khi đó hàng xóm cũng tránh mặt vì những chuyện thị phi khiến gia đình họ khó mà êm ấm. Vì thế cuộc sống của bà càng ngày càng nghèo khó, cô quạnh nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi. Có thể thấy thần tài cũng sợ những người nóng này, gắt gỏng, thế nên chỉ người có tấm lòng rộng mở là cánh cửa mang đến phúc lành. Một người nên nhu hòa dễ thích nghi với hoàn cảnh, trong khi đó sự cứng nhắc thì sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Vì thế, trước một tình huống nào đó dù là khó khăn đến mấy cũng cần biết nhẫn, vạn sự khó khăn đều sẽ tan biến, sẽ hóa giải được, dùng trí tuệ để biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành hư vô hóa giữ thành lành. 2. Người biết sửa chữa lỗi lầm. Cuộc sống không hoàn hảo, đó là điều tuyệt vời để ta biết rằng mình luôn có cơ hội để tìm cách hoàn thiện bản thân từng chút một. Luôn có những cái bẫy để thử thách chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ thế nên việc phạm một sai lầm nào đó là hoàn toàn dễ hiểu. Nhận diện sai lầm của bản thân là điều quan trọng nhưng khó khăn hơn là việc cần sửa chữa chúng. Thế nên người có phúc khí nhất là người biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Thế nên thay vì trốn tránh, Ta cần nhận ra lỗi lầm của bản thân để từ đó tìm cách sửa chữa, rút kinh nghiệm. Đó là quá trình quan trọng để bản thân phát triển mỗi ngày. Người biết nhận lỗi không những không mất đi thứ gì, mà ngược lại còn thể hiện ra bản thân là người rộng lòng, độ lượng. Nhờ thế mà vận khí của họ rất tốt, được nhiều người tin tưởng trợ giúp, làm việc cũng dễ thành công hơn. 3. Biết khen ngợi người khác. Nhiều người tự nhận mình là người khó tính, có tiêu chuẩn cao, không muốn khen ngợi ai bao giờ vì đối phương tưởng mình hay, mình giỏi. Thực ra, khen ngợi người khác không chỉ đơn giản là nói một điều tử tế. Cách khen ngợi, động viên và tần suất của nó tạo nên sự khác biệt đáng kể. Lời khen của bạn cần xuất phát từ đáy lòng và đừng khen chỉ vì mong nhận lại điều gì đó. Biết khen điều đáng khen vì nếu không sẽ trở thành sự a dua, su nịnh. Do đó, hãy trở thành người khôn ngoan biết cách nhìn nhận tỉnh táo, trân trọng công sức của người khác, đánh giá đúng những điều họ đã bỏ ra, dành cho họ những lời khen ngợi hoặc cảm kích xứng đáng. Dù là hữu hình hay vô hình, đây chính là cảm xúc tích cực, tạo động lực và trải nghiệm tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Muốn gia đình hưng thịnh, muốn cuộc đời mỹ mãn thì cửa miệng phải biết nói lời hay. Người sở hữu phẩm chất này thường có các mối quan hệ vững chắc, người khác đều muốn hợp tác, kết giao, xây dựng được nền tảng thuận lợi để đương đầu với nghịch cảnh. Khi chúng ta nói một số từ lạc quan và tích cực, cuộc sống sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Khi chúng ta chỉ phàn nàn và oán thán, than nghèo kể khổ thì cuộc sống thực sự trở nên vất vả khó khăn hơn, Phu quý tan biến. Có một vị CEO mỗi sáng ông sẽ bỏ 5 viên bi vào túi bên phải của mình. Mỗi lần khen ai đó, ông liền chuyển một viên bi sang túi bên trái. Mục tiêu là đến cuối ngày phải chuyển hết số bi sang túi trái. Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng, ông không cần tới những hòn bi nữa. Khen ngợi người khác đã trở thành thói quen bền vững của ông. 4. Người biết cảm ơn không ai có nhiệm vụ phải giúp ta cho dù họ là bố mẹ, anh chị trong nhà. Thế nên bất cứ ai giúp mình cũng phải trân trọng lòng tốt của họ. Không những thế, người thường mang trong mình lòng biết ơn, yêu thương người khác sẽ được người yêu thương lại, làm phúc cho người khác tất sẽ được phúc đến. Lời Phật dạy về lòng biết ơn, trân trọng thứ mình đang có bạn sẽ có nhiều hơn. Điều này giống như việc tâm hồn của bạn là một khu vườn sinh động, đẹp đẽ thì dù muốn hay không cũng thu hút rất nhiều ong bướm tới thăm vậy. Những điều tốt lành cứ thế kéo đến khi bạn thể hiện niềm vui, trân trọng khi đó nhận lòng tốt của một ai đó. Từ nay, thay vì than thở, hãy cảm ơn những thách thức, trở ngại ấy bởi đó là cơ hội để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Điều này sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và hoàn thiện mình. Khi bạn gặp một bất hạnh, một tai họa, xin bạn hãy cảm ơn vì bạn còn được sống, được cảm nhận vẻ đẹp mong manh của cuộc sống vô thường. 5. Người thấu hiểu người khác. Hầu hết chúng ta chỉ muốn người khác làm theo ý mình vì bản thân cho rằng như thế mới là đúng thế nhưng sự độc đoán và thiếu sự thấu hiểu thường có kết quả không như ý. Thế nên một người thấu hiểu người khác là người cực kỳ tinh ý. Để hiểu được người khác nghĩa là họ cũng hiểu bản thân mình một cách rõ ràng nhất. Họ hiểu nỗi đau của người khác cũng giống nói đau của chính mình nên luôn tìm cách để tránh làm tổn thương đối phương. Mặt khác còn rất biết lắng nghe, biết khi nào đưa ra lời khuyên thích hợp lúc nào chỉ cần im lặng. Những người có phúc khí nhất thường là người hiểu người khác nhất. Họ có thể thấy rất nhiều khuyết điểm của người nhưng vẫn luôn giữ được lòng chắc ẩn. Tình yêu dành cho vạn vật có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được hoàn cảnh. Người có thể hiểu người khác thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau.